nằm ở phía tây đền Thượng, miếu Ban còn gọi là Dục Linh Từ, thuộc xóm Ban, tên cũ là Rừng Trại Non. Nơi đây còn gắn liền với huyền tích về sự ra đời của Thánh Gióng. Thưa quý vị, Thánh Gióng là một trong bốn vị thánh bất tử của người dân Việt Nam, là biểu tượng cho tinh thần yêu nước và ý chí bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Và ở quê hương của Thánh Gióng, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm là nơi vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử về người anh hùng đánh giặc ngoại xâm. Và ngày hôm nay sống ở Hà Nội, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến thăm một địa điểm nơi gắn liền với lịch sử ra đời của vị thánh tứ bất tử này. Với kiến trúc một gian hai trái, mái kiểu trồng diêm, lợp ngói mũi hài, miếu Ban kết hợp với tiền tế tạo thành hình chữ đinh. Sau tòa miếu có một ao nhỏ, giữa ao có gò nổi, trên gò có một bể con bằng đá. Theo truyền thuyết, đây là nơi Thánh Gióng ra đời và tắm trong giếng này. Theo miếu Ban là địa danh gắn với huyền tích về Thánh Gióng. Vậy ngay bây giờ ông có thể giới thiệu với quý vị khán giả về những hiện vật còn lưu lại ở nơi đây liên quan đến sự ra đời của Thánh Gióng được không ạ? Dạ vâng ạ. Ngày xưa thì có là một hôm đêm mưa gió rất to lớn, thì sáng hôm sau mẫu ra thăm lại vườn cà, thấy một vết chân khổng lồ rất lớn, thì mẫu mới thử ướm chân vào cái vết chân đó về thụ thai sau đủ 9 tháng 10 ngày sinh ra Thánh Gióng. Thì khi cái thời phong kiến mang tiếng gọi là phụ nữ là chửa hoang, thì như vậy là cứ nàng nọ đuổi nàng kia đuổi, thì mẫu đành phải vào đây, tức là không ai đuổi nữa, mới ngủ ở đây. Thì cũng lại một hôm sấm chớp ầm ầm sinh thánh, thì tự nhiên lại có niềm đá trọng đá thông đá, và mẫu chỉ lấy cái niềm đá cắt rốn chờ ánh chớp và tắm cho thánh ở bên đây, và đặt ông Gióng nằm ở cái thấu này. Thưa ông, trải qua những thăng trầm lịch sử, vậy di tích và những hiện vật ở nơi đây được người dân lưu giữ và bảo tồn ra sao ạ? Những hiện vật này thì cứ đời nọ truyền đời kia, chúng tôi từ các cụ xưa và đến tận bây giờ vẫn cứ phải gìn giữ cái cổ xưa này. Hàng tháng hàng ngày là cái người phụ trách lễ ở đây là phải lau rửa. Trải qua biến động của lịch sử và những lần trùng tu tôn tạo, đến nay miếu Ban và quần thể di tích đền Phù Đồng được giữ gìn và bảo quản tương đối nguyên vẹn, nhắc nhở thế hệ con cháu về người anh hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.